chị trông ốm yếu như thế này á, nhỡ đâu đang đi bán lăn đùng ra thì ai trông con hả? Thì ra anh quen tôi vì tưởng tôi giàu có sao? Chị gì ơi, chị tỉnh lại đi. Chị ơi. Trời ơi, mày dám chơi tao hả? Dừng lại. Trang ấy, Trang là của tao. Trang chỉ hợp với cả một mình tao thôi. Mày hiểu chưa? Này, mày đã làm theo những gì tao bảo chưa đấy? Hả? Rồi. Nhưng mà chỗ bạn bè, tao nói thật, mày thích Trang, sao không tự đi mua quà cho cô ấy? Thích người ta thì cũng phải thật lòng một tí chứ. Sao tao không làm mấy chuyện như thế đâu? Cái thằng này, sao tự nhiên hôm nay mày lại nói như thế? Hả? Mọi lần mày vẫn làm có ý kiến đi cò gì đâu. À, hay là mày cũng... Thôi, chuyện của tao cấm mày xía vào nhá. Trang ấy, Trang là của tao. Trang chỉ hợp với cả một mình tao thôi. Mày hiểu chưa? Ăn nghèo nữa. Tặng em người con gái mà anh thật thương. Em, ô thế giữa trưa thế này đi một mình không sợ à? Ở ngoài trời nóng quá, anh với cả em đi vào chỗ nào man mát thì đi. Anh. Bạn mày làm gì đấy? À, em anh cái gì mà em điên anh lên không tao đánh trong chân rồi. Đi anh lên nữa. Nhanh lên. Đau quá. Biến đi. Đi thằng. Em có làm sao không? Cảm ơn anh, tôi không sao. Mà anh là anh á? Anh là người luôn luôn nhắn tin chúc em ngủ ngon mỗi tối đấy. Là người luôn luôn hỏi em đã ăn sáng chưa, ăn trưa chưa, ăn tối chưa này. Là người luôn để hoa trước xe của em. Thật ra ấy, anh là người vẫn luôn thầm thương trộm nhớ em đấy. À, thì ra là thế. Thôi, hay mình vào chỗ kia ngồi cho nó mát đi. Anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm. Cô chú mua giúp tôi cái bánh nhé. Chị làm sao đấy? Chị ốm à? Nhìn chị có vẻ rất là mệt mỏi. Vâng, tôi bị bệnh. À, nhưng cô yên tâm, không ảnh hưởng gì đến bánh đâu. Tôi giữ vệ sinh cẩn thận lắm. Cô mua giúp tôi cái bánh, tôi có tiền thuốc thang với con nhỏ nữa. Tại sao bệnh như thế này rồi mà chị còn đi bán bánh? Mà chị chỉ có hai mẹ con thôi à? Chồng chị mất rồi à? Chồng tôi, anh ấy vẫn khỏe. Thế thì sao không bảo chồng đi bán đi? Chị trông ốm yếu như thế này á, nhỡ đâu đang đi bán lăn đùng ra thì ai trông con hả? Tôi bị chồng bỏ. chồng bỏ. Xin lỗi chị, tôi không biết, thế nên... Tại tôi cứ nghĩ là tôi chăm chỉ, chịu khó kiếm tiền nuôi chồng con là đủ. Chả để ý gì đến bản thân mình. Anh ấy chê tôi xấu, ruồng bỏ, rồi đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà để dẫn một người xinh đẹp về làm vợ. Thằng khốn nạn, đều thật đấy. Cũng tại tôi cả, tại tôi xấu xí như thế này, không giữ được chồng. Tôi là kẻ bất tài vô dụng mà. Thôi, chị đừng nghĩ như vậy. Chị đã hy sinh vì chồng vì con nhiều như vậy mà hắn ta lại đối xử tệ bạc với chị. Chị không cần phải cảm thấy có lỗi. Tôi nghĩ chị nên cảm thấy may mắn, bởi vì trong cái rủi có cái may. Chị đã bỏ được một người đối xử tệ bạc với chị như vậy. Hay là bây giờ như thế này đi, tôi mua hết lại chỗ bánh mì này của chị. Đây là 1 triệu. Chị cầm đấy đi. Coi như là tôi đã mua hết chỗ bánh mì này của chị. Còn chỗ bánh mì này chị cứ mang về cho cháu ở nhà ăn, coi như hôm nay được về sớm với cả gia đình. Nhưng không đến 1 triệu đâu chú. Anh ấy đã mua rồi thì chị cứ nhận đi. Cậu tốt quá, tôi cảm ơn nhé. Cô gái này, cô rất là may mắn mới có một người bạn tốt như thế này đấy. Cảm ơn cô chú nhá. Tốt quá. Tội nghiệp chị ấy thật. Hy vọng chị ấy sẽ gặp được những điều may mắn và hạnh phúc. Bây giờ tôi có việc gấp, tôi phải đi rồi. Hẹn anh khi khác uống nước nhá. Thế là Trang đồng ý rồi đấy nhá. Mụ bán bánh mì ấy rồi. Mụ bán bánh mì đấy. Trả tao 1 triệu, nhanh lên. Nhanh lên. Tôi tưởng cậu cho tôi rồi ạ. Ôi dồi ôi, ở trên đời này đâu có cái thứ gì gọi là cho dễ dàng như thế đâu hả? Chả qua là nãy ấy, tôi phải tán gái, thế nên là tôi phải như thế thôi. Không thì mụ đừng có hỏng nhá. Mà lần sau ấy, mụ nhìn thấy tôi ấy, thì mụ đừng có mà mời mua nhá, nghe chưa? Trông mụ ghê chết đi được. Cái mặt như thế này bảo sao chồng nó bỏ cho nó đúng rồi. Đây tiền đây, vả vẫn còn nhặt. Chị có sao không ạ? Để em giúp chị. Tôi cảm ơn. Cầm lấy, em còn nhiều đây thôi. Kìa, tôi cảm ơn nhá. Anh buồn ấy, là vì mình đã là người yêu của nhau rồi mà anh vẫn chưa biết gì về gia đình của người yêu mình cả. Hay là em đưa anh về ra mắt gia đình đi. Anh ấy, anh thực sự muốn lấy em làm vợ mà. Thật đấy. Cái con bán bánh mì xấu xí này sao xui thế nhở? Sao mày cứ ám tao mãi thế? Xong rồi, không được, nhỡ mà nó chết hay là nó tàn tật thì làm sao? ơi, chị ơi, chị làm sao thế này? Chị gì ơi, chị tỉnh lại đi. Chị ơi, chị ơi, chị gì ơi, chị tỉnh lại đi. Chị làm sao đấy? Sao chị lại nằm ở đây? Cô à, tôi bị xe đâm trúng. Hắn đâm xong, hắn đã để mặc chị nằm như này á? Chắc họ tưởng tôi chết, sợ có bỏ đi rồi. Để em đỡ chị dậy. Đồ khốn đấy, đúng là mất nhân tính mà. Để em đưa chị đi bệnh viện nhá. Thôi, không sao đâu. Nó đâm vào hơi choáng một tí thôi. Chứ này mà chị còn nói là không sao. Giờ tôi tỉnh rồi. Thôi, cứ để em đưa chị đi bệnh viện kiểm tra cho yên tâm nhá. Không, tôi đã bảo không sao mà. Thôi. Ê. Thế này mà chị còn nói là không sao. Thôi không phải đi bệnh viện đâu. Vào bệnh viện tốn kém lắm. Mà tôi cũng không có tiền đi bệnh viện đâu. Chị cứ yên tâm, em sẽ chữa trị giúp chị, rồi giúp chị tìm ra kẻ đâm xe vào chị rồi bỏ trốn. Bây giờ biết ai mà tìm cơ chứ. Vừa rồi là chị em mình dùng serum Red Skin. Còn bây giờ thì chị uống cái này đi. Đây là viên uống tảo sâm của tập đoàn Cognosta, nổi tiếng uy tín và chất lượng. Thành phần của tảo sâm gồm toàn các loại dược liệu quý như là tảo xoắn, spirulina, tảo lục, chlorella, glutathione, tinh chất cần tây và sâm tố nữ, collagen giúp đẹp da, giảm nám da, sạm da, tàn nhang, làm da trắng sáng tự nhiên. Người bị nám da lâu năm, sạm da, nám da, tàn nhang, mãn kinh, tiền mãn kinh, khi sử dụng thì sẽ cải thiện nội tiết tố, làm căng da, trắng sáng da trở lại. Mỗi ngày chị uống 2 viên nhé. Sản phẩm có các tem xác thực điện tử chống hàng giả nên chị cứ yên tâm mà sử dụng. Cảm ơn em. Em tốt quá, đã cho chị đi khám bệnh, chữa khỏi bệnh, bây giờ lại còn tặng cho chị nhiều thứ như thế này. Nhưng mà người như chị cần gì dùng những thứ này? Phụ nữ phải luôn khỏe mạnh, xinh đẹp thì mới tự tin được. Chị vẫn còn trẻ, em tin là chị sẽ vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống. Chị uống cái này đi. Cảm ơn em nhé. Người tốt như em chắc chắn sẽ gặp nhiều hạnh phúc. Nhưng mà người đàn ông mà đi với em ngày trước chị gặp ấy là ai đấy? Đấy là người yêu của em ạ. Em là cô gái tốt, không nên chọn sai người đâu. Em nên chọn người tốt hơn để yêu. Chị nói như vậy là sao ạ? Có chuyện gì ạ? Anh ta ngày trước ấy. Alo, sao cơ? Anh ta là người gây tai nạn cho chị Yến rồi bỏ trốn á? Ai bánh mì không? Ai bánh mì mì không? Ai bánh mì không? Trang! Trang phải không em? Anh Sang đấy à? Em đang đi bán bánh hộ chị em. Nhân tiện gặp anh ở đây, hôm nay em mời anh về nhà em ra mắt nhá. Khoan cái chuyện ra mắt lại đã. Thế xe bình thường em hay đi, quần áo bình thường em hay mặc là... Đấy là của bạn em, thỉnh thoảng em mới mượn thôi. Ôi, vậy hóa ra cô là con nhà nghèo à? Hả? Vâng, em là con nhà nghèo. Sao anh ngạc nhiên thế? Thế mà tôi cứ tưởng cô là con nhà giàu. Cái loại nghèo hèn bẩn thỉu như cô ấy còn lâu tôi mới ngó ngàng tới. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà. Sao anh lại nói như vậy? Chẳng phải bình thường anh nói anh yêu em, không quan tâm đến gia thế của nhà em sao? Ôi, không quan tâm đến gia thế thì để bị điên à? Hả? Cái loại nghèo hèn bẩn thỉu như cô ấy mà dám đòi so sánh với tôi á? Hả? Thì ra anh quen tôi vì tưởng tôi giàu có sao? Chứ còn sao nữa? Chứ không cô tưởng là tôi yêu cô chắc? Anh đúng là đồ cháo chở mà. Mày nói ai cháo chở đấy? Hả? Ơ, có chuyện gì thế em? Không có chuyện gì đâu chị ạ. À, hết cô rồi lại đến những con mụ bán bánh mì bẩn thỉu à? Thế mà tôi cứ tưởng cô... Cậu tưởng tôi làm sao? Thế gọi là hai người là hai chị em đấy à? Chị Yến là ân nhân của tôi. Lúc mà tôi phá sản không nơi nương tựa thì chính chị Yến đã cưu mang tôi. Thế nên đối với tôi, chị Yến là ân nhân. À, tốt bụng gớm nhờ. Thôi bây giờ hai người nghèo hèn mặt hạng như nhau ấy thì biết đường né né qua một bên. Mà cũng coi như từ bây giờ ấy, tôi với cô chẳng có quen biết gì nhau hết cả. Anh Sang, mọi chuyện không đơn giản như thế đâu. Này, cô đừng có thấy người sang Bắc Hoàng làm họ nhá. Tôi ấy, tôi chả thích loại người con gái như cô đâu. Ừ, thế còn chuyện anh lái xe đâm vào chị Yến rồi bỏ trốn thì sao? Tôi lái lúc nào? À, cô có bằng chứng không? Bằng chứng đâu? Hay là do tôi bỏ cô, thế nên là cô cay quá, cô định nghĩ cớ để kiếm thêm tí thế, đúng không? Thôi được rồi, tôi cho nhá. Tôi không phải loại người tham tiền háo sắc như anh, giả vờ giúp đỡ người khác xong rồi quay lại đòi tiền. Cũng không phải cái loại người gây tai nạn, đâm xe vào người khác, bỏ trốn xong rồi lại giả vờ mắng nhiếc người khác là không có đạo đức, vô nhân tính. Trời ơi, mày dám chơi tao hả? Dừng lại, mày đủ chuyện xấu rồi đấy. Tao không ngờ mày từng thích Trang thế, bây giờ mày giơ tay đánh cô ấy à? Thằng bạn nhào hèn đấy à? À, đấy, bây giờ tao chơi chán rồi, tao nhường lại cho mày đấy. Chẳng phải từ trước đến giờ mày vẫn thầm thương trộm nhớ nó còn gì. Nào là tặng hoa cho nó này, tặng quà cho nó này, còn thay tao nhắn tin cho nó này. Ôi, đúng là hai chúng mày hợp nhau phết đấy, mày nghèo hèn với nhau. Thôi, tao nhường cho mày, mày sơ hết đi. Khốn nạn! Mày dám đánh cả tao à? Đúng, chỉ vì tao nghèo hèn, tao không làm tiền đến với Trang. Tao cứ tưởng mày thật lòng với Trang, không ngờ mày là con người khốn nạn như thế. Mày mà còn động vào Trang một lần nữa, đừng trách tao không nương tay với mày. Tao sẽ kiện mày vì tội đánh tao, nhá. Tao sẽ cho tất cả cái lúc nghèo hèn chúng mày đi tù hết. Khoan đã, chuyện anh uống rượu trong lúc lái xe, đi sai luật giao thông, gây tai nạn rồi bỏ trốn, tất cả đều được lưu ở trong này rồi. Để xem ai mới là người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cô dám chơi tôi à? À, còn chuyện siêu xe giàu có sao? Việc rồi ạ. Cô nói cái gì? Ai là chủ tịch cơ? Chị Trang đây, chính là chủ tịch của tập đoàn Ham nổi tiếng. Cô mà là chủ tịch của Ham Group á? Vậy tại sao Trang lại mặc như thế này? À, Thật ra là tôi muốn thử lòng cái kẻ mà suốt ngày nói yêu thương tôi, nhưng mà thật không ngờ hắn ta lại là loại đạo đức giả, hám danh, hám sắc, hám tiền, vô trách nhiệm mà coi thường người khác. Trang này, em vui tính thật đấy. Em đùa tí mà anh cứ tưởng thật. Đừng bao giờ coi thường người khác qua vẻ bề ngoài, bởi vì những điều mà anh thấy chưa chắc đã là sự thật. Cuộc đời còn dài lắm. Mong là ngày sau anh sẽ sống tử tế hơn. Trang, cậu đã thua trong cuộc thử thách tình yêu, bởi vì tình yêu của cậu không thể chân thành một tí nào. Cảm ơn em, cô gái tốt bụng. Bây giờ chị nghĩ em đã biết được ai là người yêu thương em chân thành rồi. Mình đi thôi anh. Ừ, đi. Ai nhìn giống chị Yến nhỉ? Trang, chị Yến đây chứ ai. Chị Yến, nhìn chị khác xưa quá. Bây giờ trông chị xinh đẹp hơn ngày xưa rất là nhiều đấy, em không nhận ra. Nhờ có em và viên uống tảo sâm của cô Hino mà chị đã thay đổi ngoạn mục như thế này đấy. Cũng nhờ em đã giúp chị mở cửa hàng nho nhỏ. Sau đợt đấy chị cũng kiếm được và đã biết tự chăm sóc bản thân. Thật là may quá. Chồng cũ của chị cũng có đến xin lỗi và muốn quay lại, nhưng mà chị đã từ chối rồi. Chị muốn bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn, nên hôm nay chị đến mời hai đứa tới dự đám cưới của chị nhé. Chị sắp cưới á? Anh ấy rất là tốt và hiền lành, chứ không như chồng cũ của chị trước đây đâu. Chị phải hạnh phúc nhá. Thật hạnh phúc và mãi hạnh phúc. Hai đứa cũng phải thật hạnh phúc đấy nhá. Chung, nhớ đối xử tốt với em chị đấy. Và sớm tổ chức đám cưới mời chị nhá. Nhất trí, chị nhớ phải đến đấy.